Báo Hàn đưa tin ông Hoàng Bae-yong-jun giải nghệ. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin trang web chính thức của Bae-yong-jun được giao bán. Đây là động thái cho thấy nam diễn viên giải nghệ. Ngày 13 tháng 11, tờ MK cùng nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Bae-yong-jun giải nghệ. Theo MK, trang web chính thức của Bae-yong-jun chính thức ngừng hoạt động và được giao bán ngày 13 tháng 11. Đây là trang web Bae-yong-jun sử dụng suốt nhiều năm qua. Từ những ngày đầu diễn xuất, khi truy cập trang web, khán giả nhận thông báo mua người này. Truyền thông Hàn Quốc nhận định tuy chưa chính thức thông báo giải nghệ nhưng động thái của Bae-yong-jun cho thấy nam diễn viên kỳ cựu đã không còn mặn mà với việc diễn xuất. Bae-yong-jun ngừng diễn xuất sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Dream High năm 2011. Sau đó, nam diễn viên tập trung quản lý công ty giải trí Yas. Tuy nhiên, năm 2018, Bae-yong-jun nhượng quyền quản lý cho Seoul My Entertainment và rời bỏ ngành kinh doanh giải trí. Bae-yong-jun kết hôn với nữ diễn viên Park Soo-jin vào tháng 7 năm 2015. Họ đón con trai đầu lòng vào tháng 10 năm 2016 và con gái thứ hai vào tháng 4 năm 2018. Hai ngôi sao đang sinh sống tại Hawaii, Mỹ. Bae-yong-jun lần đầu xuất hiện trong bộ phim truyền hình KBS 2T về lời chào của tình yêu năm 1994. Sau đó, nam diễn viên tham gia Jangman Sunshine, Papa, First Love và ngày càng nổi tiếng. Truyền thông Hàn Quốc nhận định Bae-yong-jun là ngôi sao tiêu biểu, góp phần giúp làn sóng Hallyu phổ biến trên toàn thế giới. Đặc biệt, sau thành công của bản tình ca mùa đông, anh được mệnh danh ông Hoàng Hallyu.